nay mình đang đứng ở tại đài Ikebukuro, một ga cũng khá là đông người của Nhật Bản vào những cái ngày bình thường. Tuy nhiên các bạn có thể thấy ngày hôm nay là ngày chủ nhật, tuy nhiên này đường phố vắng tanh vắng teo luôn, không có một bóng người. Đây là Tokyo sau khi đã được ban hành lệnh khẩn cấp, tất cả các đoàn tàu hầu như số người rất là thưa thớt. Chỗ này chắc chỉ bằng một nhúm so với ngày thường luôn, chứ chưa được 1/3. Ga tiếp theo của ga Ikebukuro là ga Shinjuku, là một cái tuyến khá là đông. Đây là tuyến Shinkansen được mệnh danh là cái tuyến đông người nhất Nhật Bản. Nếu như các bạn tìm trên YouTube có thể thấy rằng người ta ẩn người vào trong tàu như thế nào. Hầu như không có ai cả, rất là ít người luôn ý. Đó, các bạn thấy không? Đây là đoàn tàu vừa mới đến và người thì khá là thưa thớt. Wow. Bây giờ mình sẽ đi xuống phía bên dưới ga để và quay cho các bạn xem phía bên dưới như thế nào nhá. Mình cũng khá là tò mò. Chỉ lát đó, vài bóng người thôi các bạn ạ. Nếu mà là ngày bình thường á, thì riêng một cái quầy này á phải gọi là hàng nghìn con người đậu ở đây luôn. Vắng thật sự.